Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Như vậy thì tầm khoảng hơn một tháng nữa thì chúng ta sẽ chào đón sự xuất hiện của Samsung Galaxy S9, dự kiến là tại sự kiện MWC năm nay. Và trước khi mà chiếc Galaxy S9 nó xuất hiện thì chúng ta cùng nhau điểm qua những cái tin đồn đáng tin cậy về cái chiếc điện thoại này nhé. Đầu tiên thì sẽ nói về thiết kế, thì với Galaxy S8 thì chúng ta đã chứng kiến một cái màn đột phá về thiết kế rồi. Như vậy thì không mấy ngạc nhiên khi mà Galaxy S9 nó sẽ không đi sâu quá nhiều về cái điểm là khác biệt về thiết kế, mà chủ yếu ở chiếc Galaxy S9 thì nó sẽ cải thiện những cái điểm chưa thực sự là tốt ở Galaxy S8, cũng như là mang một cái thiết bị hoàn hảo hơn cho người dùng. Và Galaxy S9 có thể sẽ vẫn sở hữu một cái kiểu thiết kế giữa kính mà không kim loại với màn hình vô cực này, nhưng sẽ được cải thiện nhiều hơn những cái hạn chế trên thế hệ trước. Điểm có thể thay đổi đó chính là cảm biến vân tay sẽ được đặt ở phía dưới cụm camera. Những hình ảnh render mới nhất thì cũng đã cho chúng ta mường tượng được hình dáng của chiếc Galaxy S9 nó sẽ như thế nào. Và chiếc Galaxy S9 Plus thì sẽ có sự thay đổi nhiều hơn, chứ không đơn thuần là kích thước màn hình nữa. Rất có thể thì S9 Plus sẽ được trang bị hệ thống camera kép tương tự như chiếc Galaxy Note 8. Còn về phần màn hình ấy, thì có lẽ là bộ đôi Galaxy S9 nó cũng sẽ có cái màn hình tương đương với bộ đôi Galaxy S8, với tỷ lệ màn hình là 18.59, và S9 sẽ có màn hình là 5.8 inch Super AMOLED Quad HD Plus, và Galaxy S9 Plus thì sẽ có kích thước lớn hơn thì tầm khoảng là 6.2 inch. Một số cải tiến thêm như là chúng ta có thể sẽ có thêm công nghệ HDR cho chất lượng ảnh tươi hơn này, và cảm ứng lực trên Galaxy S9 hay là S9 Plus cũng có thể sẽ được cải tiến và hỗ trợ nhiều hơn bởi Android Oreo. Và phần viền trên Galaxy S9 thì mình nghĩ là nó cũng sẽ được làm mỏng hơn cả về chiều ngang lẫn chiều trên và dưới. Nếu mà Samsung họ làm cái phần viền cạnh mỏng, siêu mỏng như là chiếc Galaxy Note E thì quá đẹp rồi. Về camera thì bộ đôi camera A8, A8 Plus cũng đã được trang bị cái camera selfie kép ở mặt trước. Thì mình nghĩ là Samsung họ cũng sẽ mang cái điều này lên Galaxy S9. Đồng thời thì cái cảm biến camera quét mống mắt sẽ được cải thiện để có một cái tốc độ nhanh và chính xác hơn. Về camera chính thì S9 có thể sẽ có một camera, còn S9 Plus sẽ được trang bị đến hai camera, và cả hai đều được trang bị khả năng chống rung giống như chiếc Galaxy Note 8. Thì mới đây thì Samsung họ cũng đã giới thiệu đến người dùng cảm biến camera mới, thì có thể là S9 Plus sẽ được trang bị cái cảm biến này với một cảm biến 12 megapixel Dual Pixel ISO Self Fast 2L9 và kích thước điểm ảnh là 1.28 micromet, và cảm biến thứ hai là ISO Self Slim 2x7 với kích thước điểm ảnh là 0.9 micromet, và cả hai sẽ có khả năng quay video 4K 60 frame trên giây. Về thông số cấu hình thì dĩ nhiên bộ đôi đầu bảng của Samsung cũng sẽ sở hữu một trong những cái cấu hình mạnh mẽ nhất của thế giới Android, đó chính là trang bị con chip Snapdragon 435 hoặc là Exynos Series 9 của Samsung. Và dung lượng RAM trên cả hai thiết bị có thể là sẽ là đều là 6GB cả, và cũng nhiều người kỳ vọng là lên 8GB. Nhưng mà thực tế thì 6GB ở thời điểm hiện tại cũng đã đáp ứng nhu cầu rất là tốt rồi. Và chiếc Galaxy S9 có thể sẽ được trang bị viên pin có dung lượng là 3200mAh. S9 Plus thì có thể cao hơn một tí, tầm khoảng 3500, nhưng mà mình vẫn hy vọng là ở mức là 3700 để đáp ứng được cái thời gian sử dụng lâu hơn, hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây. Về cảm biến vân tay dưới màn hình thì mình nghĩ đây là cái điều mong muốn của rất là nhiều người, nên là nó phần nào ảnh hưởng đến cái việc tin đồn. Nhưng mà có lẽ Galaxy S9 và S9 Plus thì nó vẫn chưa được trang bị cái tính năng này đâu. Mình nghĩ là cảm biến vân tay nó vẫn được đặt ở cái mặt sau ấy, hiện tại thì vẫn đang rất là ổn. Về thông tin giá bán thì bộ đôi S8, S8 Plus năm ngoái lúc bán ra thì có giá đề nghị là $750 và $850. Thì có thể bộ đôi S9 sẽ có mức giá trên lệch tầm khoảng $50 là hợp lý. Và thời gian ra mắt S9 thì sẽ nằm trong chuỗi sự kiện của MWC diễn ra tại Barcelona vào cuối tháng 2 này. Và nếu không có gì thay đổi thì tầm khoảng một tháng nữa chúng ta sẽ chứng kiến sự ra mắt của bộ đôi S9 và S9 Plus. Không biết là khi mà ra mắt thì nó sẽ có gì đặc biệt hay là hấp dẫn không? Các bạn mong chờ điều gì ở Galaxy S9 và S9 Plus? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên dưới nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye!